Sư sư, chữ không trong danh hiệu giải không đệ nhất của Ngài Sư Phụ Tý có phải là Sunyata tính không trong Phật giáo Đại Thừa không? Và theo con nhớ, hình như Ngài Sư Phụ Tý cũng ít xuất hiện trong kinh điển Nguyên Thủy đúng không sư? Chờ sư tí xíu để sư phải tìm lại cái kinh cái đã. Cho nên á, là cái khi mà người ta hỏi hoặc là thông tin gì á, mình cũng phải đối chứng, mình kiểm chứng lại thì nó mới chắc cú. Thì xin thưa là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, tiếc là ở đây hôm nay cái máy nó trục trặc cho nên á, là sư không có mở Tăng Chi. Nhưng quý vị chỉ cần á, mở Tăng Chi Bộ Kinh chương một pháp phẩm người tối thắng, phần trong các cái vị tỷ kheo á, quý vị sẽ thấy Đức Thế Tôn nói trong các vị đệ tử chú không tranh luận tối thắng là Sư Phụ Tý, trong các vị đệ tử đáng được cúng dường tối thắng là Sư Phụ Tý. Có nghĩa là Ngài Sư Phụ Tý đó là đệ nhất về không tranh luận, chứ không có sự kiện là cái giải không đệ nhất. Thì xin thưa trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Thế Tôn không nói như thế ha. Thành ra cái câu hỏi của quý vị là nó chất quốc luôn. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.